Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ nổ dưới đáy biển của tàu lặn Titan khiến 5 người trên tàu thiệt mạng. Theo trưởng nhóm điều tra, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ mở cuộc điều tra hàng hải vào hôm 23 tháng 6 và đang phối hợp chặt chẽ với Cục điều tra liên bang FBI trong hoạt động trục vớt mảnh vỡ dưới đáy biển. Mục tiêu chính là ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra, cải thiện khuôn khổ an toàn cho các hoạt động lặn trên toàn thế giới. Trước đó một ngày, Canada cũng thông báo mở cuộc điều tra về vụ nổ của tàu Titan. Canada cho rằng quá trình điều tra toàn diện này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Thụy Điển phải chấm dứt các cuộc biểu tình ủng hộ người quốc tại Stockholm để đổi lấy sự chấp thuận của Ankara về việc nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh việc Thụy Điển thay đổi luật khủng bố nhằm đáp ứng với đề xuất của Ankara không có nghĩa lý gì nếu những người ủng hộ các tay súng người quốc vẫn có thể tiến hành biểu tình ở Stockholm. Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO từ tháng 5 năm ngoái, cùng thời điểm với Phần Lan. Tuy nhiên, trong khi Phần Lan đã được kết nạp vào tháng 4 vừa qua, thì Thụy Điển vẫn bị hai trong số 30 nước thành viên NATO phản đối đó là thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển không cứng rắn với lực lượng vũ trang người quốc và các nhóm mà nước này liệt vào danh sách khủng bố. Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tăng lên 110 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2045. Theo Tổng thư ký Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, con số này cao hơn 23% so với mức hiện tại. Bất chấp các nguồn năng lượng khác như khí đốt và hydro đang tăng cao, dầu mỏ vẫn sẽ là một phần không thể thiếu. Năm ngoái, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng 1% và mức tăng trưởng này không làm thay đổi sự thống trị của nhiên liệu hóa thạch, vốn vẫn chiếm 82% nguồn cung. OPEC cho rằng các sản phẩm dầu, khí đốt và than đá đáp ứng hầu hết nhu cầu năng lượng vào năm 2022. Công suất năng lượng tái tạo cũng tăng mạnh nhất từ trước đến nay, lên tới 266 gigawatt. Công cuộc biến đổi thế giới sang cách mạng công nghiệp 4.0 dường như đang dần hoàn thiện. Song song với sự vươn lên mạnh mẽ thì có vấn đề phát triển năng lượng tái tạo của các nước Đông Á và các nước đang phát triển cũng đang được thế giới quan tâm hơn bao giờ hết. Dù các chính sách trợ cấp được thiết kế để thu hút châu Âu và Mỹ đầu tư, song chúng cũng khiến các thị trường mới nổi gặp nhiều thách thức hơn trong việc cạnh tranh để thu hút vốn tư nhân chưa đến 1 phần 5 trong số khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tư dự kiến sẽ dành cho năng lượng sạch trong năm nay được chi tiêu ở các nước nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho rằng tổng số tiền đầu tư cho năng lượng sạch ở các nền kinh tế này cần phải tăng từ khoảng 260 tỷ đô la trong năm nay lên 1,4 đến 1,9 nghìn tỷ đô la mỗi năm vào đầu những năm của thập niên 2030 để đạt được các mục tiêu về khí hậu và đáp ứng nhu cầu năng lượng nhưng họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh đầu tư ngày càng gia tăng từ các nước giàu có hơn. Thế giới năng lượng sạch ngày nay đang phát triển nhanh chóng nhưng có nguy cơ lớn, nhiều nước trên thế giới bị bỏ lại phía sau. Đầu tư là yếu tố then chốt để giúp các nước này hưởng lợi từ nền kinh tế năng lượng sạch. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tại các nước đang phát triển, chỉ riêng các khoản đầu tư công sẽ không đủ để mang lại khả năng phổ cập năng lượng và giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu ước tính khoảng 60% vốn đầu tư cho năng lượng sạch ở các nước này cần phải huy động từ khu vực tư nhân. Thực tế là giới đầu tư đang chỉ hoãn việc này vì chi phí vay vốn cao và nhiều rủi ro có thể nhận thấy được. Hiện tại, chi phí vốn cho một dự án năng lượng mặt trời quy mô lưới điện điển hình ở các nền kinh tế mới nổi lớn có thể cao gấp 2 hoặc 3 lần so với nền kinh tế tiên tiến hoặc Trung Quốc. Đầu tư vào năng lượng sạch ở các nước đang phát triển, gần như không thay đổi kể từ thỏa thuận khí hậu Paris được ký kết năm 2015 các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có tiềm năng về năng lượng sạch rất lớn nhưng mức độ đầu tư còn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để giải quyết các nhu cầu cấp bách về năng lượng và các mục tiêu giảm phát thải ở các nền kinh tế này giới chuyên gia cho rằng cần phải huy động vốn tư nhân với tốc độ nhanh nhất có thể ở mức quy mô lớn khẩn trương phát triển nhiều dự án có thể đầu tư về chủ nghĩa bảo hộ ở đạo luật IRA của Mỹ và chương trình trợ cấp để sản xuất hydrogen xanh ở châu Âu, tôi thấy rằng họ đang thể hiện cho phần còn lại của thế giới thấy được tầm quan trọng của thương mại tự do, nhưng chính họ đang dựng lên những rào cản. Để bảo vệ lĩnh vực năng lượng tái tạo trước các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ trong những năm gần đây đã áp đặt thuế nhập khẩu đối với các thiết bị năng lượng mặt trời và công bố các chương trình ưu đãi để thúc đẩy sản xuất trong nước, chẳng hạn như chương trình trợ cấp cho sản xuất hydro xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, những lợi thế này đang bị lu mờ bởi các khoản trợ cấp khổng lồ trong đạo luật giảm phát của Mỹ. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Giai đoạn 1 của nhà máy kết hợp quang thủy điện lớn nhất thế giới Kela đã được đưa vào hoạt động tại Trung Quốc kể từ hôm 25 tháng 6. Nhà máy nằm trên một ngọn núi cao 4.600 mét tại huyện Yajing, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Giai đoạn đầu của dự án tạo ra sản lượng hàng năm là 2 tỷ kWh. Nó có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của 700.000 hộ gia đình. Sau khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sản xuất 300 tỷ kWh hàng năm đủ để đáp ứng nhu cầu điện cho 100 triệu hộ gia đình. Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ thành phố Montreal trong sương mù vào Chủ nhật 25 tháng 6, sự việc đã khiến một số sự kiện tại đây bị hủy bỏ và đẩy thành phố này đứng ở vị trí không khí ô nhiễm nhất thế giới tại một vài thời điểm. Canada đang vật lộn với tình trạng cháy rừng đáng báo động, số vụ được ghi nhận đã chạm tới con số đáng kinh ngạc là 465 vụ trên toàn quốc. Hơn 130 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn cầu đã tranh tài trong 10 nội dung tại Thế vận hội thể thao điện tử đầu tiên trên thế giới tổ chức tại Singapore. Các môn thi đấu bao gồm bắn cung, bóng chày, cờ vua, đạp xe, khiêu vũ, thể thao mô tô, chèo thuyền, bắn súng, taekwondo và quần vợt. Giám đốc thể thao của Ủy ban Olympic quốc tế cho rằng sự kiện đã dùng công nghệ để thúc đẩy phong trào thể thao trên khắp thế giới một cách đầy thú vị. Thưa quý vị, công tác quản lý y tế lỏng lẻo cũng như trợ cấp xã hội chưa đầy đủ tại Iraq khiến thuốc thành phẩm tại quốc gia này đã trở nên vô cùng đắt đỏ. Người dân Iraq dần chuyển sang sử dụng thuốc thảo dược như một sự thay thế nhằm xoa dịu bệnh tật. Tuy nhiên, thì tính năng và công dụng của chúng lại rất mơ hồ và đôi khi gây nguy hiểm. Khi một dược sĩ ở Iraq nói với U um Mohammed rằng đơn thuốc thành phẩm trị bệnh ngoài da của cô ấy sẽ tốn khoảng 800.000 dinar, tương đương với 13 triệu đồng, người phụ nữ 34 tuổi này đã được gia đình họ hàng khuyên chuyển sang sử dụng các loại thuốc thảo dược như một sự thay thế với chi phí rẻ hơn đến 8 lần. Giá thuốc thành phẩm bây giờ cao quá mà đến khám mỗi nơi lại có một mức giá khác nhau, người nghèo thì chắc phải chết vì không có thuốc mất nên tôi đành chọn thảo dược như một sự thay thế, họ hàng bảo với tôi rằng nó hiệu quả thì tôi dùng. Hệ thống chăm sóc y tế của Iraq từng được đánh giá là tốt nhất Trung Đông trước khi bị hủy hoại bởi xung đột, cấm vận và nay là vấn nạn tham nhũng tràn lan. Mặc dù các dịch vụ y tế công cộng vẫn miễn phí, nhưng việc thiếu thuốc men, thiết bị và các dịch vụ phù hợp khiến người dân thường phải khám chữa bệnh ở khu vực tư với giá thành vô cùng đắt đỏ. Tình hình kinh tế đất nước hiện nay khiến không phải ai cũng có khả năng sử dụng thuốc thành phẩm, đặc biệt là với người thu nhập thấp. Tại thủ đô Baghdad của Iraq, Hiện có 460 cơ sở kinh doanh thuốc dược phẩm có giấy phép, tăng từ 350 cơ sở năm 2020. Dù là có giấy phép nhưng những cơ sở này có tiêu chuẩn hoạt động rất khác nhau, nơi đóng gói chuyên nghiệp với đầy đủ thông tin thành phần ngoài bao bì ở các khu dân cư khá giả của thủ đô, cho đến những nơi bán thảo dược truyền thống thủ công với giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, với cùng một căn bệnh, mỗi cơ sở lại phối hợp thảo dược theo cách khác nhau để chữa trị. Việc thiếu kiến thức của các chủ cơ sở kinh doanh thuốc thảo dược có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Nhiều người bán thuốc dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc học hỏi nhau chứ không rõ liệu thuốc đó có công dụng thật hay không. Tôi biết một bệnh nhân tiểu đường chuyển sang dùng thảo dược và cuối cùng phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Bác sĩ Nazer cũng cho rằng cốt lõi của vấn đề là hiện tại Iraq không thiết lập được một hệ thống y tế đầy đủ hoặc có một khung pháp lý hoàn chỉnh cho các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế của đất nước, từ đó khiến giá thành thuốc thành phẩm không được kiểm soát.